Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868 186. Thì số điện thoại em có để ở góc trên màn hình nha mọi người. Trước khi vào video cũng như thường lệ em kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ nha. Địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Huê EK Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để xem máy ủng hộ dành chúng em nha mọi người. Cái hình thức mua bán cửa hàng thì ship toàn quốc. Anh em ưng em máy nào thì chốt cọc bên em 200 ngàn. Bên em hình thức mua bán có nhận cọc nha. Còn anh em nào mà sợ mất hay là cái gì đó thì ấy nha, đỡ mất công tốn thời gian, em cũng không có giải thích đâu mọi người. Anh em mà còn anh em nào mà làm ăn với em rồi á thì không cần đâu, 2-3 lần rồi thì không cần nha mọi người. Rồi cái giá em báo từng con máy, em sẽ báo giá công khai từng con máy trên video nha. Có quay chi tiết nè, có video test nổ, báo giá công khai. Giá em báo ở đây thì đã bao gồm cả phí vận chuyển cho mình rồi, kèm theo 3 món phụ kiện đi kèm là tiếp dụ chỉnh nha. Mấy cái này là mấy cái con máy em dọn rồi nha mọi người về chỉ việc sử dụng thôi. À, còn anh em nào đặt máy thì anh em chuẩn bị xăng nhớt giùm em với nha. Chuẩn bị xăng pha nhớt giùm em với, tới nơi anh em đổ vô test máy nha. Em thì em không có đổ nhiều xăng vô được, bên vận chuyển nó không cho nha mọi người. Rồi vào con đầu tiên luôn. À, hôm nay thì em lên cho mọi người mấy cái con máy này thì đều nồng khoảng cỡ 40 ly hết nha. Để em lấy lại cái nét. Rồi đều là nồng khoảng 40 ly hết, phù hợp cho anh em sử dụng gia đình hoặc là đi khai thác nhẹ nha. Mấy cái con này là chỉ để anh em đi khai thác nhẹ thôi nha mọi người, cắt keo củi chàm rồi thôi. Còn anh em mà muốn mà khai thác chuyên nghiệp lớn hơn thì nên lựa chọn mấy cái con máy lớn hơn nha. Dòng này anh em sử dụng gia đình thì quá VIP rồi. Còn anh em mà muốn hoặc là anh em đi khai thác nhẹ. Còn anh em mà muốn mấy cái dòng mà khai thác chuyên nghiệp á, thì anh em nên sử dụng mấy cái con máy lớn hơn nha. Gọi là cái dòng mấy cái dòng khai thác bán chuyên nghiệp đó mọi người. Rồi con này con đầu tiên nha, Estin MS201. Cái con 201 này thì mặt tiền siêu đẹp nha, mặt tiền siêu đẹp này. Nó sẽ dập cái số seri máy ngay đây nha mọi người. Đó. Con này thì sử dụng một ốc xích lam, ngoại hình đẹp cho mình nha. Con này thì đi làm nguyên bản nè, xích tem đã lên cho mọi người sợi xích mới rồi. Mấy cái này thì khóa sên hoạt động ok hết cho mình nha mọi người. Ngoại hình màu sắc đẹp nha. Đằng sau chỗ để nhiên liệu nè, đằng trước là nhớt bôi trơn lâm xích nha. Vẫn sử dụng công tắc kép của Estin nha mọi người. Mấy cái con nằm thì được cái tua nó nhanh nha. Con này thì lóc nhôm nữa, lóc hợp kim nữa nên anh em không lo vấn đề cháy chạy lóc. Rồi con số 1, con này thì mặt cắt nó nằm khoảng cỡ dưới 35 nha mọi người. Mặt cắt dưới 35, đang chạy chân sên 91. Tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên nằm khoảng cỡ 5 kg để anh em về sử dụng nha. Rồi con này thì em coi phần tiếng nổ của máy trước nha mọi người. Con số 1 Estin MS201 nha. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 3 triệu 4 nha mọi người, 3 triệu 400 ngàn bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Thì mấy cái dòng 201 này là cái kiểu như là đời sau của cái thằng 200 nữa mọi người. Đó. Hàng hệ nha. Rồi 3 triệu 4 con số 1. Em qua con số 2 nha mọi người. Con số 2 là con vẫn là tới từ thương hiệu Estin nha. Con này thì MS210C nha mọi người. 210C thì nó khác với cái mấy cái con 210 là nó có tích hợp cho mình cái trợ lực lớn nha. Trợ lực lớn thì quá trình khởi động máy, anh em nào giật ngại cái vấn đề mà sợ như là nó dễ tụt chó hay là nó giật lên sợ không đủ tu lửa đồ á. Mấy bác lớn tuổi đồ sử dụng mấy cái con máy mà nó khỏe xíu mà giật không nổi thì có thể sử dụng mấy cái dòng này nha. Còn anh em sử dụng mấy cái con này thì giật nó nhảy nổ nè mọi người. Đặc biệt mấy cái con này nó nhảy nổ, kiểu như là quá trình khởi động nó dễ dàng. Nói chung là vậy nha mọi người. 210C
Đây 204 nha, 210C. Hàng này là hàng bãi nha mọi người. Đằng sau vẫn là nhiên liệu, đằng trước là nhớt bô trơn lam xích. Công tắc vẫn sử dụng công tắc kép, khóa sên hoạt động ok. Con này mặt cắt cũng dưới 35 nha. Con này lam sên riêng nguyên bản theo máy nè. Con này sử dụng ốp lam xoay nha mọi người, tăng sên nhanh trên ốp lam nè. Tổng trọng lượng có cả luôn lam sên gần 6 kg nha. Rồi em qua phần tiếng nổ con máy con số 2 luôn ạ. Con số 2 nha mọi người, MS210C. Thì đó anh em cũng có thể thấy được em giật máy nó có trợ lực nên giật nó nhẹ nhàng hơn nha mọi người. 210C cửa hàng em để cho mình mức giá là 3.800.000 nha, 3.800.000 bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Đó, ngoại hình ok cho mình nha. Rồi con số 238 nha mọi người. Em qua con số 3. Con số 3 thì con tới từ ngày hôm nay lên Estin hết nha mọi người. Con này là Estin 021 Made in USA nè. Con này thì ngoại hình nó hơi bị xuống màu nha. Đó mọi người cũng có thể thấy ngoại hình nó hơi bị xuống màu. Thì giá thành nó sẽ ok hơn cho anh em về sử dụng. Đó. Đằng sau vẫn chỗ để nhiên liệu nha mọi người. Đằng trước nhớt bôi trơn lam xích. Nói chung là nó cũng ngang như nhau nha, nó ná nhau. Thì cái con này sử dụng hai ốc xích lam nè. Đó, lam sên riêng nguyên bản theo máy. Cho thêm một người sợi xích mới nha. Sợi xích này nó còn khoảng cỡ 30-40% mà. Thì cho một người thêm sợi xích mới. Mặt cắt của con này nằm khoảng cũng cỡ 35 đổ lại nha mọi người. 35 đổ lại. Tăng sên thì phía trước này nha. Đang vẫn chạy chân sên 91. Đó, ngoại hình liền lạc không bể vỡ nha. À, cái con này nó có cái lỗ ngay đây nè. Có lỗ ngay đây. Không có vú bơm hay là tăng sên gì hết nha. Không có vú bơm hay là xả áp gì hết nha mọi người. Made in USA. Rồi con này tổng trọng lượng có cả luôn lam sên 5,5 kg nha mọi người. 5,5 kg. Thì nói chung trọng lượng con này với con 210 thì nó nay nẻ nhau nặng hơn cho cái trợ lực nha mọi người. Em có phần tiếng nổ con máy con số 3 luôn ạ. Con số 3 nha mọi người, con số 3 Estin 021. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 3.800.000 luôn nha. Bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm, tặng thêm cộng sên nha mọi người, 3.800.000. Em qua con số 4 ạ. Con số 4 đây nha. Con số 4 là Estin 021C. 021C thì C thì đương nhiên đây mọi người, nó có xả áp nha. DC thì nó sẽ có xả áp cho mình. Nó không trợ lực thì nó xả áp nha mọi người. Xả áp nè, nằm vô bơm xăng nè. Rồi tay nắm giật lớn nè. Đó. Made in Get Money nha. Cái con này thì màu nó là màu nâu đất nha mọi người, màu nâu đất. Màu nó như vậy nha, không phải màu màu cam đâu mọi người. Màu nó là màu nâu đất nha. Sử dụng ốp lam xoay nè, tăng sinh nhanh trên ốp lam. Con này thì làm riêng nguyên bản theo máy, xích thì để mọi người sợi xích mới rồi nha. Xích để sợi xích mới rồi, làm này. Rất là đẹp nha. Ngoại hình đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp. Đó. Rồi tổng trọng lượng của con máy có cả luôn lam sên 5,5 kg nha mọi người.
5,5 kg. Con này thì mặt cắt nó cũng dưới 35 nha, mặt cắt dưới 35. Ngoại hình ok đẹp nha mọi người. Ngoại hình đẹp. Đó, có tích hợp xả áp nè, rồi báo xăng nè. Rồi ok, em qua phần tiếng nổ con máy nha. Con này con số 4 nha mọi người, con số 4021C. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 4 triệu nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Rồi con số 4 4 triệu nha mọi người. Em qua con số 5. Đây, một cam đây mọi người, đây mới là một cam nha. Con này là cũng là 021C luôn nha, made in Germany nè. Nó là một cam nha. Đó, thì 021C thì nó cũng như con kia mọi người, nó có xả áp nè, có vũ bơm xăng nè. Đó. Áp vũ bơm xăng. Ngoại hình con này đẹp nhá. Ngoại hình con này đẹp nha mọi người. Sử dụng hai ốc xích lam nè. Ngoại hình đẹp nhá. À, con này thì lam sên rin nha mọi người, lam sên rin nguyên bản theo máy. Mặt cắt của con này dưới 40 nha, dài hơn kia nè. Mặt cắt dưới 40 nha mọi người. Sên vẫn rất là dày nè. Tổng trọng lượng có cả luôn lam sên của con này là cũng 5,5 kg mọi người. Như nhau nha. Rồi 021C. Rồi em qua phần tiếng nổ con máy luôn ạ. Con này con số 5 nha mọi người, con số 5. Con này thì cửa hàng em để cho mình mức giá là 4 triệu luôn nha, bao phí vận chuyển kèm 3 món phụ kiện đi kèm. Đó. Hôm nay thì em lên nhanh cho mọi người 5 con máy cưa nha. Đều là nòng khoảng cỡ 40 ly để anh em về sử dụng gia đình hoặc đi khai thác nhẹ nha mọi người. Bán chuyên nghiệp, cắt keo của chàm đó. Anh em hợp nhãn em máy nào có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp của cửa hàng hoặc nhắn tin qua bên Zalo giùm em nhé. Rồi em cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua là luôn tin tưởng ủng hộ cửa hàng em ạ. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo ạ.